Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 2022. Khiêm sẽ cập nhật quý vị tất cả những cái dòng xe cũ mà bên Khiêm mới thu về. Bên Khiêm hiện tại thì có rất là nhiều cái dòng xe cũ mà Toyota Tân Cảng mới thu về, cũng như là những cái dòng xe mà bên Khiêm đang trưng bày ở đây, thì để quý vị có thể chọn cho mình một chiếc xe phục vụ việc đi lại Tết Nguyên Đán sắp tới ạ. Còn nếu như quý vị có nhu cầu bán những cái dòng xe cũ của mình á, thì mời quý vị cứ gọi hotline, bên Khiêm sẽ đến tận nhà xem mẫu xe cũ quý vị và thu cái mẫu xe cũ với cái giá tốt nhất ha, kể cả những cái xe mà đang vay ngân hàng quý vị. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Khiêm khám phá chi tiết ạ. Xin mời quý vị. Mẫu xe Toyota Wigo đời 2021 đứng tên cá nhân một đời chủ tại Long An, màu trắng, chạy khoảng cỡ 17.800 km, với full đồ chơi theo xe, DVD, camera dê, dán phim, trải sàn, che mưa, ghế da đầy đủ hết ạ. Điều đặc biệt là mẫu xe Toyota Wigo này là sơn riêng nguyên con nha quý vị, chưa sơn bất kỳ ở đâu ha. Mẫu xe này thì về bên Khiêm chỉ tiến hành dọn dẹp vệ sinh thôi và tiến hành rao bán nha quý vị. Đó, quý vị thấy không? Về ngoại thất còn rất là liền lạc ha. Nội thất bên trong nè quý vị, ghế da nè, ghế da còn rất là mới nè. Phía trước đây, đây. Đó, quý vị thấy không? Nội thất của trong xe còn rất là đẹp nè. Đó, đầu DVD Android Z-Tech, trên thì có camera hành trình. Đó, tất cả các chi tiết đều y như mới hết. Giá đang được rao bán là 372 triệu đồng để sở hữu mẫu xe này nha quý vị. Đây là mẫu CX5 2015, một cầu bản 2.0 nha quý vị. Đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, quý vị thấy không? Màu xanh nha quý vị. Hiện tại thì Toyota Tân Cảng mới thu về nè. Cái mẫu xe này thì cái chất lượng xe cũng còn rất là đẹp ha. Chạy hơn 92.000 km một xíu ạ. Và hiện tại cái mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 572 triệu đồng nha quý vị. Một chiếc xe mà chạy phải nói là rất là đầm và chắc. Đồ chơi trên xe thì cũng đã đầy đủ để phục vụ gia đình quý vị rồi. Đó, mẫu xe này là ít đi nha quý vị. Nên quý vị nào mà thích những cái dòng Mazda CX-5 á, thì có thể ghé Toyota Tân Cảng để xem cái mẫu xe này ha. Có trang bị đầu DVD, camera hành trình, có hết rồi quý vị. Mẫu xe Corolla Atix 1.8G số tự động màu bạc, đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm sản xuất là 2017, chạy khoảng cỡ 42.600 km nha quý vị. Với cái chất xe mà từ 2017 tới giờ mà chỉ chạy có 42.000 km, thì quý vị đã thấy là cái xe này cái chất lượng xe còn rất là đẹp ha. Xe mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị, có trang bị đầy đủ hết rồi, DVD, camera, ghế da, dán phim, tải sàn, để quý vị có thể mua và phục vụ việc đi lại của gia đình mình ha. Đây ạ, với tông màu chủ đạo bên trong xe là màu kia, màu đen nha quý vị. Quý vị thấy là nội thất bên trong xe còn rất là mới ạ. Nè, nội thất bên trong nè quý vị. Đây ha, 42.545 km ạ. Giá 585 triệu nha quý vị. Xe Fortuner máy xăng số tự động một cầu, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, đời 2019, màu bạc, chạy khoảng cỡ 65.000 km, đứng tên cá nhân tại Đồng Nai. Với mẫu xe này thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 922 triệu đồng để quý vị có thể sở hữu mẫu xe Fortuner này quý vị. Thấy không? Fortuner máy xăng số tự động một cầu đời 2019, chạy 65.000 km. Đây, nội thất bên trong nè quý vị còn rất là mới ha. À, 922 triệu đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu xe Fortuner này ạ. Đây, số km đây quý vị. Nội thất cũng như là ngoại thất của xe còn rất là mới phải không quý vị. Mẫu xe Fortuner máy dầu số sàn đời 2019, màu bạc, chạy 76.150 km ạ, đứng tên cá nhân tại tỉnh Đồng Nai. Hiện tại thì mẫu xe này cũng đã trang bị đầy đủ hết rồi, ghế da, DVD, Android, camera dê, dán phim, trải sàn, che mưa, nói chung đã có đầy đủ, gọi là full đồ chơi để quý vị có thể phục vụ việc đi lại của gia đình của mình ha. Đó,
Và mẫu xe này hiện tại đang được Toyota Tân Cảng rao bán mức giá là 882 triệu đồng để quý vị có thể sở hữu mẫu Fortuner này ha. Quý vị thấy không? Nội thất bên trong này còn rất là mới và đẹp nha quý vị. Cửa đóng cũng rất là đầm và chắc. Đó, đây quý vị, số km đây ạ. 76.153 km ạ. Đây. Nội thất bên trong này ạ. 882 triệu để sở hữu mẫu xe này nha quý vị. Mẫu xe Innova E số sàn đời 2019 màu đồng anh kim, đứng tên cá nhân tại tỉnh Bình Dương nha quý vị. Mẫu xe này chạy 76.000 km và hiện tại đang được Toyota Tân Cảng rao bán mức giá là 633 triệu đồng nha quý vị. Đó, 633 triệu đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu Innova E số sàn này ha. Mẫu xe này thì hiện tại có những cái vết trầy xước trên cái mẫu xe này thì bên Toyota Tân Cảng về sẽ tiến hành sơn lại nha quý vị. Đó, đây ạ. Đây, số km của mẫu xe này là 76.152 km nha quý vị. Đó. Với mẫu xe này thì bên Toyota Tân Cảng có hỗ trợ quý vị trả góp qua ngân hàng tài chính của Toyota nha quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu thì cứ liên hệ với Khiêm ha. Mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng số tự động một cầu đời 2014 chạy khoảng cỡ 96.000 km, đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 557 triệu đồng nha quý vị. Đó, xe máy xăng số tự động một cầu đời 2014. Với mẫu xe này thì đã được trang bị DVD, camera dê, dán phim trải sàn, đủ để quý vị phục vụ gia đình ha. Đó, quý vị nào mà thích những cái dòng Fortuner máy xăng á, để phục vụ gia đình á, thì quý vị có thể ghé Toyota Tân Cảng để xem cái mẫu xe này nha quý vị. Đó, đây là hiện trạng sau 8 năm sử dụng của cái mẫu xe Fortuner đây ạ. Đó, cái này mà sau khi bên Khiêm tiến hành làm đẹp lại á, thì quý vị sẽ xin xe đẹp hơn nữa ha. Hiện tại thì xe nó hơi bẩn ạ. Mẫu xe Corolla Cross đời 2020 phiên bản Hydraulic với trang bị đầy đủ camera 360, DVD, camera dê, dán phim trải sàn đã full option hết rồi. 4 giỏ đều là giỏ Michelin hết. Mới chạy có 20.300 km, đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Màu trắng ngọc trai nha quý vị. Và hiện tại cái mẫu xe này thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 910 triệu đồng cho một mẫu xe hàng hiếm Corolla Cross phiên bản Hybrid nha quý vị. Đó, quý vị thấy không? Đây là một chiếc xe có chất lượng xe rất là đẹp ha. Ngoại thất này. Đó, quý vị thấy không? Y như xe mới nha quý vị. Mới chạy chỉ có 20.300 km mà. Đây, nội thất bên trong đây ạ. Đây, phía trước đây quý vị. Fortuner máy dầu số sàn đời 2015 chạy 135.000 km, đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, màu bạc, đang được Toyota Tân Cảng rao bán mức giá là 655 triệu đồng để quý vị có thể sở hữu mẫu Fortuner máy dầu số sàn này quý vị. Mẫu xe này thì đã được trang bị ghế da, DVD, camera dê, dán phim trải sàn, đủ để phục vụ quý vị là chạy kinh doanh hay là quý vị chạy gia đình đều được ha. Màu bạc nha quý vị. Nè, quý vị nhìn thấy bề ngoài của xe thì nước sơn còn rất là đẹp ha. Bên trong nội thất thì cũng còn rất là mới ạ. À. Đây ạ. À. Bộ ghế da này quý vị nè. Đó, còn đây là phía trước phần đầu xe ha. Đây, nội thất phía trước đây ạ. À. Quý vị thấy này, cái bộ ghế da rất mới ha. DVD, vô lăng. Mẫu xe Innova Venturer màu đen phiên bản thể thao của dòng Innova đây quý vị. Chạy 68.000 km đứng tên cá nhân tại tỉnh Bình Dương, màu đen quý vị. Chạy 68.500 km và đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 705 triệu đồng. Đây là dòng xe phiên bản thể thao của Innova Khiêm thường hay giới thiệu cho quý vị. Với cái mẫu xe này thì Toyota Tân Cảng đã kiểm định hết rồi, cam kết không tai nạn, không ngập nước. Và mẫu xe này thì cũng đã trang bị đầy đủ option đồ chơi cho quý vị rồi. Ghế da, DVD,
Android, camera dê, dán phim rải sàn, dán cửa, che mưa. Thì quý vị thấy là đây là một mẫu xe mà để quý vị phục vụ gia đình đó. Quý vị thấy là nội thất bên trong nè, nó là còn rất là mới ha, đã lên đồ hết rồi. Thì bây giờ quý vị mua mẫu xe này về thì quý vị chỉ có sử dụng thôi ha, không có cần phải thêm cái gì hết à, đã có đầy đủ hết rồi, camera hành trình rồi. Mẫu xe Innova G số tự động đời 2020, mang biển số tỉnh, chỉ chạy có 45.000 km và hiện tại đang được Toyota Tân Cảng ra bán mức giá là 775 triệu đồng nha quý vị. Đây là một mức giá tương đối tốt để quý vị có sở hữu một mẫu xe Innova G số tự động nha quý vị. Mẫu xe này thì quý vị có thể là chạy gia đình rất là tốt ạ. Đây. Quý vị thấy không? Ngoại thất của xe này còn rất là đẹp nè. 775 triệu đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu xe này ha. Bên trong xe thì quý vị ta thấy nè, bộ ghế da này còn rất là mới nè. Nội thất bên trong á phải nói là còn rất là mới nè quý vị. Đây. 45.000 km ạ. Và đây là khoang phía trước ạ. Mẫu xe Fortuner máy dầu số tự động đời 2019 tại Toyota Tân Cảng ạ. Mẫu xe này thì đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, chạy được khoảng cỡ 78.000 km, màu đen nha quý vị. Và hiện tại mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 957 triệu đồng để quý vị có thể sở hữu mẫu Fortuner máy dầu số tự động này nha quý vị. Với mẫu xe này thì đã có trang bị đầy đủ rồi, DVD, camera dê, ghế da, dán phim, trải sàn, đủ để phục vụ quý vị là đi gia đình hay là quý vị chạy kinh doanh đều ổn hết với mẫu xe này. Nội thất bên trong thì còn rất là đẹp ạ. À, quý vị đã thấy này, những cái bộ ghế da này chất lượng còn rất là mới ha. Trần xe quý vị thấy là cũng còn rất là mới ạ. Cửa đóng mở rất là êm và rất là đầm của quý vị. Đây số km đây quý vị, và đây là không gian phía trước ạ. Mẫu Toyota Hilux 208G số tự động phiên bản 2 cầu. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Toyota Hilux đời 2018 nha quý vị. Màu trắng, đứng tên cá nhân tại Tây Ninh. Mẫu xe này thì chạy khoảng cỡ 108.000 km ạ. Với chất lượng xe rất là đẹp ạ. Dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan quý vị. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Toyota Hilux nha quý vị. Hiện tại thì mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 790 triệu đồng. Đó, thì quý vị có thể sở hữu mẫu Toyota Hilux này ha. Đó, nhìn xe thì phải nói là rất là cứng cáp, màu trắng ngọc trai nha quý vị. À, quý vị thấy không? Bên trong nội thất này. Đó, còn rất là mới ạ. À. Sử dụng chìa khóa thông minh, gài cầu điện. Đó. Và không gian bên trong xe thì phải nói là còn rất là mới. Mẫu xe Fortuner máy dầu số sàn đời 2018 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và hiện tại chỉ chạy có 52.000 km, đứng tên cá nhân một đời chủ tại tỉnh Vũng Tàu. Trên xe thì cũng đã trang bị đầy đủ option hết rồi. Đây là một dòng xe mà được nhập khẩu nguyên chiếc nha quý vị. Hiện tại thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 890 triệu đồng ạ. À. Màu đen nha quý vị. Đó, như quý vị thấy là xe có bảng số tại Vũng Tàu ha. À, quý vị thấy không? Nước sơn màu đen nhưng mà nước sơn rất là mượt nha quý vị. Đó, nội thất bên trong cũng còn đẹp nè. Với 890 triệu đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu Fortuner máy dầu đời 2018 mới chạy có 52.000 km thôi. Và đặc biệt là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc nữa quý vị. Trên xe quý vị đã thấy có trang bị đầu Android, ghế da, dán phim, trải sàn. Mẫu xe Fortuner máy dầu số sàn đời 2017 màu bạc nha quý vị, đứng tên cá nhân tại tỉnh Vũng Tàu. Đây là một dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nha quý vị. Hiện tại thì mẫu xe này đã chạy 72.200 km ạ. Quý vị thấy không, chất xe này còn rất là liền ha, về ngoại thất cũng như là nội thất. Phía sau thì quý vị thấy là xe đã có trang bị camera dê ha. Nhìn ngoại thất của mẫu xe này thì còn rất là liền và cứng cáp nha quý vị. Chỉ chạy có 72.200 km thôi ha. Và mẫu xe này thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 847 triệu đồng nè quý vị.
nè, quý vị thấy nè, có trang bị ghế da nè, tay sàn nè, bọc trần rồi nè. Ở phần phía trước đầu xe thì quý vị đã thấy là có đầu DVD rồi ha. Đây quý vị, 77.177 km ạ. Đây, nội thất bên trong nè quý vị. Hyundai Santa Fe đời 2021 phiên bản máy xăng 2 cầu bản Premium, phiên bản cao cấp nhất. Hiện tại chỉ chạy có 18.000 km, đứng tên cá nhân, một đầy chủ tại tỉnh Đắk Nông. Và xe là có màu trắng ạ. Hiện tại nước sơn trên xe toàn bộ là nước sơn riêng hết ạ. Và chỉ chạy có 18.000 km thôi quý vị. Một chiếc xe ở trạng thái rất là hoàn hảo, lốp sơ cua thì chưa chạm đất ha. Và hiện tại mẫu xe này thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 1.165.000.000 đồng quý vị, cho phiên bản máy xăng 2 cầu, phiên bản cao cấp nhất của dòng Hyundai Santa Fe đây ạ. Một chiếc xe ở trạng thái phải nói là hoàn hảo ạ. Đây, 1.165.000.000 đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu Hyundai Santa Fe này ha. Đây ạ, số km chỉ là 18.005 km ạ. Mẫu xe Toyota Camry 2.0G đời 2019 màu đen đang được trưng bày tại Toyota Tân Cảng. Hiện tại thì cái mẫu xe Camry này nè đang đã đi được số km đó là 58.500 km nha quý vị, đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nha quý vị. Hiện tại thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 900.000.000 đồng để quý vị có thể sở hữu mẫu xe Toyota Camry này ha. Đó, quý vị thấy không, về ngoại thất nè còn rất là cứng cáp nè. Đây là nội thất bên trong này quý vị, với tông màu chủ đạo là màu kem ha. Đây là một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan rồi quý vị, và mới chạy là 58.632 km ạ. Mẫu xe Corolla Atix 1.8G số tự động, hộp số CVT đời 2019 màu trắng, đứng tên cá nhân, một đời chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu xe này chạy 74.500 km nha quý vị, và hiện tại thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 638.000.000 đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu Corolla Atix đây ha, 1.8G số tự động. Chất lượng đã được Toyota Tân Cảng kiểm định, cam kết không tai nạn, không ngập nước, cũng như là cái mẫu xe này thì bảo hành 1 năm chính hãng nha quý vị. Đó, quý vị thấy không, nội thất bên trong phải nói là rất là đẹp ha. 638.000.000 đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu xe Corolla Atix này ha. Đây, quý vị thấy không, nội thất bên trong này còn rất là mới ạ.